Chào các bạn. Đây là rượu nếp nguyên chất cổ truyền. Từ đời này qua đời khác mà mình học lại từ mẹ mình. Mình đã chia sẻ cho các bạn qua những video trước về cách nấu nếp và cách bỏ men để ủ. Hôm nay mình lại giúp các bạn, chia sẻ cho các bạn cách lấy được cách vắt ra rượu và đóng chai rồi bảo quản rượu sao cho nó được lâu hơn. Cái này thì trong vòng 6 ngày mình sẽ làm ra từ này rượu. Rượu này là nguyên chất, không có pha chế. Từ con men nó ăn thẩm thấu qua cái nếp của mình nấu á, rồi nó ra thành rượu như vậy cho mình. Xin lỗi các bạn là mình vừa quay vừa làm cho nên nó hơi lủng thủng, mong các bạn bỏ qua cho. Nhưng mà phần cách làm nó là như vậy, lược sao cho những cái cảnh của nó được trong và được ra nước như vậy. Còn cái bã mình cứ lược ra và chắc và dùng cái dây lược để mình lược sao cho nó sạch và nó trong được cái rượu. Cái rượu này là nguyên chất nha các bạn, uống là nó say lâu lắm. Uống thì nó ngọt mà nó ngon, nhưng mà nó say vì sao. Cho nên các bạn uống ít thôi. Rồi các bạn, đó, tới giờ các bạn thấy nước không? Đó, nước như vậy đó, là một thau nước như vậy đó. Thì các bạn lấy tàu lạ vậy, từ được có kiểu như là 6 cục men mà 2 ký nếp mà nó ra thành nước nhiều như vậy. Thì do là cái con men nó ăn xuyên sao thấu từ cái nếp mà nó nhả nước ra cho mình như vậy. Đó, xong rồi là cái bã của mình, cái bã mà nó còn ăn rồi á, thì mình mới lấy ra từ từ. Đó, mình mới lấy ra từ từ như vậy các bạn. Đó. 2 cái nếp mà 2 sừng á, thì nó ăn từ từ. Xong rồi cứ 2 ngày các bạn đưa ra, các bạn trộn đều để cho men nó được đều, để nó ăn thẩm thấu hết luôn. Rồi qua đến ngày thứ tư, cái là các bạn dồn từ 2 sừng qua tới 1 sừng. Các bạn thấy cái nước này nó khác cái màu hơn cái nước kia không? Là nhờ cái nước này mà nó ra được cái rượu nếp, cái màu nó rất là đẹp. Cái màu nó trắng mà nó trắng đục, rất là đẹp. Chứ còn cái màu kia là nó hơi trong mà trong vàng thôi. Các bạn cứ chà như vậy thì bắt đầu nó hết toàn bộ cái nước luôn. Nó ra hết toàn cái nước luôn. Không có bỏ một cái nước lã hay là một cái rượu gì vô hết. Thì từ từ nó thể ra chắc hết và cái bã nó khô luôn đó. Nó hết nước rồi thì mình chắc từ từ vậy. Thì mình vừa làm để cho các bạn coi như vậy. Còn nếu mà các bạn không có thì giờ thì cũng được, lấy cái rượu đó uống cũng được, không có màu sắc cũng được. Còn là cái này muốn có màu sắc cho nó trắng mà nó đúng theo cái rượu nếp á, thì mình làm như vậy rồi vừa kiểu như có thêm được nửa lít rượu, nó chắc ra như vậy là cả nửa lít rượu nữa các bạn. Nếu mà vắt cái bã này ra đó, được nửa lít rượu nữa. Ừ.
các bạn có thể dùng một cái khăn, dùng một miếng vải mỏng á, một cái vải mùng ở Việt Nam á, rồi các bạn bỏ rồi các bạn vắt thì nó dễ hơn cũng được nữa. Còn ở đây mình thì không có, mình dùng cái rây này, mình cứ lấy tay rồi mình vắt ra, rồi bắt đầu là từ 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 ếm sao cho nó thành ra nó ráo, nó khô cái bã luôn, đó là xong rồi đó. Là giờ là giống như giờ các bạn lấy cái bã này các bạn đổ thêm nước vô thì các bạn vắt thì nó không có ra nữa, là nó đã ăn hết rồi, nó đã ăn hết toàn bộ rồi. Chỉ còn có một cái chút nước thôi thì kiểu như mình vắt được như vậy. Thì mình chịu khó mình vắt được. Thì mình được nửa lít nước. Nửa lít rượu, thêm nửa lít rượu nữa. Rồi. Đó, các bạn thấy là nghĩ như là mình thấy mình xong rồi đó. Rồi là bây giờ là mình đổ từ từ cái thau này qua cái thau khác, đó là từ cái bã đó mà mình đã vắt rồi đó các bạn. Thấy không, 2 kg nếp mà nấu ra là cả một sửng đầy rồi, là bỏ vô 2 sửng rồi xong đó, nó ăn nó nhả nước như vậy đó. Là cái nước này mình vắt thêm được nửa lít nước thì mình phải đổ vô đây, mình mới đổ chung nó lại. Cái nước này nó sệt ghê lắm, là chất với hơn là nó ngọt ghê lắm, nó là kiểu như vừa nồng mà nó vừa có vị ngọt, cho nên uống nó là say về sau. Rồi xong rồi đó, rồi á thì các bạn đưa vào chai, các bạn đóng vô chai. Mình á thì ở bên này thì không có chai 1 lít, mình chỉ có chai là kỹ như là hơn nửa lít, cái chai này là hơn nửa lít đó. Rồi ta toàn bộ là những cái chai này là những cái chai uống rút với cả nước yến. Bây giờ bên này thì mình xong rồi mình rửa sạch sẽ, rồi mình cứ cách đó là cứ 1 năm vậy mà là mình cứ đóng vô rượu vậy đó. Không? Các bạn đóng như vậy xong rồi các bạn đẩy nắp chặt, đừng có đóng là kiểu như nó tràn quá, là tại vì khi mà mình đóng nắp chặt á thì cái hơi men nó có thể kiểu như là dãy, là có nó có thể kiểu như nổ nắp nữa, cho nên là có thể là kiểu như đóng cho nó đừng có tràn đó, nó đóng vừa thôi. Rồi các bạn bỏ trong tủ lạnh thì các bạn có thể uống được 2 đến 3 tuần đó. Mình làm như vậy rồi chứ, nhưng mà cuối cùng chưa tới Tết là đã hết rượu rồi, vì hai vợ chồng mình chiều nào cũng ăn rồi kiểu như là cũng uống là 1 chai như vậy, là hết mấy ngày là hết rượu rồi chứ không có để được 3 tuần. Còn nếu mà các bạn uống được lâu thì có thể giữ được 3 tuần hay là 1 tháng ở trong tủ lạnh. Tại vì cái này là mình không có bỏ nước già vào hay là bỏ các cái loại gì vào, cái này là nguyên chất của nó, cho nên là mình cứ để trong tủ lạnh chỗ ngăn mát là mình có thể uống được trong vòng 3 tuần hay là 4 tuần cũng được. Tại mình muốn làm cho lành cho các bạn coi như vậy, nhưng mà phải làm từ từ để cho các bạn thấy được đó là cái rượu nó ra trong cái chai nó rất là đẹp đó. Là vì cái nửa cái lít rượu mà mình vắt ra đó là nó có màu đó, mình pha trộn lẫn luôn thì nó đẹp. Cái này mình có thể theo công thức này để mình làm cái cơm rượu cũng được. Thì mình mới vắt nhỏ trong, mình để khoảng 2-3 ngày là mình có cơm rượu rồi. Nhưng mà cơm rượu, mình cũng ăn cơm rượu rồi, nhưng mà mình không chia sẻ cho các bạn là cơm rượu nó không bằng rượu nếp. Các bạn làm cái rượu nếp này, các bạn uống 1 ly thôi là các bạn thấy thăm thẳm chiều trôi. Rất là ngon. Mà cái quan trọng nhất là cái nếp mình phải phô cho sạch.
nếu mình không có pho sạch thì cái rượu nếp nó ra nó sẽ rất là hơi gắt gắt đắng đắng. Pha sạch rồi ngâm qua một đêm, xong rồi các bạn hấp, hấp xong rồi các bạn làm sao cho nó nhão cái nước, thì các bạn có một ly rượu nếp đậm đà khó quên, nhưng uống ít uống nhiều sẽ say. Chào các bạn, chúc các bạn làm thành công và có được rượu nếp uống trong 3 ngày Tết. Đấy, các bạn thấy mình đóng chai rồi đó các bạn. À, rồi giờ đó, là xong rồi đó. Là được tất cả là 4 lít nếp. Vậy và 2 ký nếp nấu ra được 4 lít rượu. Đó, vặn cho cái nắp cho nó chặt lại để giữ trong cái tủ lạnh, trong cái ngăn mát đó. Đừng ở trong đông, ngăn đông nha, ngăn mát. Đó, thì các bạn giữ được lâu, nó không bao giờ hư. Đó, nếu mà các bạn bỏ ở ngoài thì chỉ có uống được 3 đến 5 ngày thôi, cần phải bỏ trong tủ lạnh thì nó được uống được dài lâu hơn. Tại cái nắp này nó hơi khó cho nên rồi đó, chụp hình cho các bạn coi đó. Đó là thành công của mình trong vòng 6 ngày là mình ra rượu và có rượu uống rồi. Chịu cực một chút, chịu khó một chút, có rượu uống 3 ngày Tết đó, để trong cái ngăn mát này, thấy không các bạn, trong cái tủ lạnh này thì các bạn giữ được lâu. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.